Xin chào, tôi là người dẫn đường và hôm nay hãy xem tôi sẽ mang đến cho bạn giá trị tinh thần gì trong video này nhé. Đừng quên bấm đăng ký cho kênh để cập nhật thông báo video sắp tới. Xin cảm ơn rất nhiều. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân bảo vệ con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh giữa ồn ào, có lửa mới có khói. Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời được 3 tháng, những ồn ào giữa Hồng Loan, con gái, và Hồng Nhung, Hồng Phượng, em ruột và cháu gái của nam nghệ sĩ đang diễn ra thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Mới đây nhất, trong khi livestream, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, con trai nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đã có những chia sẻ về những ồn ào. Theo đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cho biết, Hồng Loan vừa nói với tôi vừa khóc. Tôi mới bảo là thôi em bình tĩnh lại đi để anh chạy qua, mà lúc đó tôi đang chuẩn bị thu. Chạy lên thì quá bức xúc, mọi người mà ai nằm trong hoàn cảnh của Hồng Loan thì sẽ thấy. Cái gì cũng không hỏi người ta hết, con của ba Linh mà. Làm cái gì cũng không hỏi, nếu mà những gì tôi nói trên mạng, Hồng Loan nói trên mạng thì cô Sáu và Hồng Phượng phản biện đi. Có lửa mới có khói, uất ức quá Hồng Loan mới nói để cho mọi người biết. Lỡ mà ngôi mộ được xây lên, rồi Hồng Phượng và cô Sáu cúng kiếng mà không hỏi gì đến Hồng Loan rồi quay livestream lên. Cộng đồng mạng sẽ nghĩ rằng tại sao mộ của ba mình mà vắng mặt. Tôi, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và Bình Tinh còn đi bận đi sâu thì có thể thông cảm. Mà Hồng Loan một đứa con được pháp luật công nhận mà vắng mặt thì tai nạn sẽ đổ lên đầu Loan. Cho nên những bức xúc của Loan là đúng chứ không sai. Qua đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân liên tục bảo vệ con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và bức xúc khi cho biết Hồng Loan không được thông báo điều gì về việc xây mộ cho ba tại Nghĩa Trang. Trước đó, Hồng Loan cho biết cô muốn làm rõ chuyện không được phía Hồng Phượng, Hồng Nhung thông báo chuyện xây mộ của cha để không bị khán giả hiểu lầm. Cho đến ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5, khi tôi liên hệ chị Nga, người có 10 năm chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh, chị vẫn nói không biết khi nào giáp mộ. Khi gọi điện lên Nghĩa Trang, người ta từ chối tiết lộ và nói rằng chỉ làm việc phía Hồng Nhung, Hồng Loan nói. Cảm ơn các bạn đã xem qua video này và nếu thích, đừng quên nhấn like, share và nhấn nút đăng ký, cập nhật thông báo cho kênh. Xin lưu ý, kênh không thực sự sở hữu những thông tin trong video. Mọi thắc mắc, bản quyền, xin liên hệ qua email. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.